Đây anh em nhé, Hào về thảo cho anh em xem. Đấy, mới quá thì anh em cũng chê, mà cũ thì anh em cũng chê. Đấy, đôi này thì là thuộc diện gọi là mới quá các bác nhé. Mới quá thì thôi cứ tháo ra cho các bác xem. Đây, đầu tiên là căng này, căng zin nhé, căng zin nhé. Đấy, các bác đừng chê cái này nhé. Những cái phần nhám nhám này thì nó là căng zin là thế nhé. Mặc dù chất liệu căng bằng nhựa nhưng mà nó phải nhám nhám, nó như là chất liệu bằng kim loại nhưng mà bị rỉ thì nó căng zin như vậy. À, thôi quay trở lại cái này, cái căng đấy thì là cái phụ thôi, cái quan trọng nhất là cái loa. Đây là cặp 201C3, 201C3 đàn anh của nó là 301C3, đều được anh em rất ưa chuộng. Nhưng cái dòng này mục đích của nó thì vẫn là hát cao kê. Tuy nhiên thì em này dùng trợ lời thì rất là tốt. Không như 301C3 đàn anh thì 201C3 này thì anh em có thể đấu song song, đấu chung, không phải dùng thêm đẩy, không phải dùng thêm âm ly, cấu luôn từ âm ly ở nhà đang có sẵn để bổ trợ lời hát cao kê. Đấy. Trước tiên là nhìn cái mặt trước nhá. Đây, mặt loa này anh em nhìn. Đấy, keo này keo zin này, gân này cũng là gân zin này. Đấy, gân vải lụa. Đấy, đồ này đồ cũ, cái gì zin em bảo zin nhá. Không có lòng vòng. Đấy, gân zin. Và đương nhiên là về cơ bản thì những cái dòng lobo này thì gân zin và gân thay thì giá nó xem xem vậy thôi. Cho nên là không việc gì mình phải nói là zin mà không zin. Zin là zin mà không zin là không zin. À, cặp loa thì rất là đẹp. Đây. Rồi mời anh em nhìn xem củ xương nhá. Đây, củ từ đây. Đây là 500 này. Đây là phần gọi là kim loại để gọi là của củ từ. Thì là bảy sắc cầu vồng. Chứ cái lâm châm này thì không thể bảy sắc cầu vồng được. Đây anh em nhìn nhện. Đây gọi là nhện. Đây, cầu tọa loa thì rất đơn giản này. Cơ bản là toàn phần cơ nhé. Đấy, lâm châm này. Đây, nhện này. Đấy, nhện là như cái hương vòng. Nói thế là anh em nhớ. Còn đây là phần phần trong. Bô thì là gọi là như nào nhỉ? Bô là siêu đơn giản, thiết kế siêu đơn giản các bác nhé. Đấy. Đấy, phần trong đây. Đấy, và lưu ý các bác mở thùng ra thì những cái bông trắng trắng này này, các bác hạn chế gần, hít phải cái này bông thủy tinh rất là ngứa, chạm vào nhiều người dị ứng là ngứa. Đấy. Đấy, rất đơn giản nhé. Đấy, các bác nhìn. Thì một con chợ cái này chở, còn cái này nó là dạng kiểu dạng như gần như là cái cầu chì thay bóng đèn. Cực kỳ đơn giản. Và đồ âm thanh thì càng đơn giản càng hay. Đây, loa đây, nó tép đây. Anh em quan tâm cặp này thì liên hệ shop nhé. Cặp này nó quá mới, xuất sắc luôn nhé. Cảm ơn các bác.